Gia đình Linh Nga mở tiệc hoành tráng, chiêu đãi Đặng Văn Lâm sau vô địch AFF Cup. Với thành tích và lối chơi của Đặng Văn Lâm ở những trận đấu tại AFF Cup 2018, thì anh bỗng chốc trở thành cái tên cực hot đối với người hâm mộ. Vừa qua, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia đã chính thức diễn ra ngay tại sân vận động Mỹ Đình. Sau hơn 90 phút căng thẳng, Việt Nam đã chính thức vô địch AFF Cup 2018 với kết quả chung cuộc 3-2. Ngoài cái tên như Quang Hải Anh Đức được mọi người ngưỡng mộ và liên tục nhắc trên các diễn đàn, thì thủ môn Đặng Văn Long cũng làm mọi người phát cuồng. Anh đã có những tình huống xử lý cực tốt trên sân. Để mang lại chiến thắng cho nước nhà, chỉ sau một đêm, anh đã trở thành cái tên hot trên mạng xã hội. Trong những ngày được nghỉ ngơi, Đặng Văn Lâm đã đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh để thăm gia đình Linh Nga. Ít ai biết rằng hai nhân vật này là chị em họ với nhau. Theo đó, Kim Công Làng Múa đã tổ chức một buổi tiệc ấm cúng để chúc mừng cho thành tích đặc biệt của em trai. Sau 3 ngày đạt được chiến thắng, Đặng Văn Lâm vẫn không thoát khỏi được cảm xúc đặc biệt ấy. Nghệ sĩ Đặng Hùng là anh song sinh của nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, bố ruột Văn Lâm. Khi cháu trai từ Nga về Việt Nam để phát triển sự nghiệp bóng đá, chính bác ruột là người đã tận tình chăm lo động viên tinh thần. Sau 8 năm nỗ lực và quyết định theo đuổi đam mê thì anh đã có được kết quả xứng đáng. Nam thủ môn chụp ảnh thân thiết bên chị họ và cháu gái. Anh còn được gia đình chuẩn bị cả bánh kem hoành tráng. Trong khoảng thời gian này, anh tranh thủ thăm hỏi người thân và trong ít ngày tới, Đặng Văn Lâm sẽ chính thức cùng đồng đội luyện tập cho ASEAN Cup 2019.